Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Rồi thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành tiếp tục đi thu phục những em Pokemon Legendary và Mystical nữa nha các bạn ơi. Phía bên này mình thấy một cái đen nè. Và chúng ta sẽ cùng đấu với em này là em gì đây? Pokemon hệ bọ và hệ bay hả? Đây là Vivillon thật. Ok. Em này thì mình chắc cho một hit là hẹo luôn rồi. Úi, chua hẹo hả? Ghê vậy. À đâu, cái này là Pikachu phóng điện mà. Chưa tới Latrier. Đây rồi, 3,3%. Qua dẫn cứu tỏi nha. Ồ, em này rớt cho mình một cái skill đó là Hurricane nè. Ôi, bây giờ những cái skill á nó có cái đĩa như thế này là nhìn rất là đẹp ha. À, và còn cái skill push này nữa. Pokemon hệ bọ thì mình sẽ sử dụng Nest Spawn nha mọi người ơi. Đâu rồi? À đây. Đây mới đúng nè. Nest Spawn. Phá. Yes. Thành công luôn. Ok. Tạm thời cất mớ đồ vào trong đây đi. Cái này thì mình sẽ dọn dẹp sau nha mọi người ơi. Bây giờ mà dọn nữa thì nó mất thời gian lắm. Biết ngay là hồi nãy mình thấy Ultra Chat mà. Ui, chúng ta được Mental Herb hả? Cũng chưa xịn sò lắm. Ơi, phía bên kia có một cái Pokestop kìa. Đi qua luôn, kiểm tra coi nó có gì hot không. Ây da, ây da, ây da. Ui, được 3 quả Nest Spawn. Cũng ngon đó. Và thêm thịt nữa nè. Được luôn, lấy hết luôn đó chứ. Ok, một cái chỗ mà dừng chân thôi. Wow, có khá là nhiều mấy em chim bông ở đây. Mình đi săn một em coi. Ui, quăng hụt rồi. Hồi xưa nó quăng bon dễ bao nhiêu thì bây giờ bay với lại quăng nó khó bấy nhiêu rồi mọi người ạ. Ngáo thật đó chứ. Giờ bay thì nó bắt nút lên nút xuống nữa chứ. Khổ điên luôn à. Đây rồi, trời ơi, cuối cùng mới bắt được. Đây là qua blue nha mọi người ơi. Ồ, chắc mình xài luôn Whipple đi ha. Ồ, bây giờ còn có 47 quả Whipple à. Mấy tập trước xài nó cũng gần hết rồi. Ok, qua blue. Rồi, và Whipple lần này thì chắc chắn là thành công rồi hen. Đơn giản ấy mà. Ồ, bên đây có mấy em sâu, Pokemon sâu gì đó nè. Ủa đâu rồi? Mới thấy. À đây 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 đây, Wumble mọi người ơi. Ủa cấp 4 hả? Tranh thủ bắt thôi. Cấp 4 mà lo gì, Nest Spawn thôi mọi người ơi. Và Nest Spawn. Ôi ôi, level 4 thì thôi, khỏi phải nói. Thành công là chắc chắn rồi nè. Ờ, kế bên có mấy em video. Ồ, hay nha. Từ từ, để mình bắt tiếp cái em video này đi ha. Mình cũng chưa có. Ui, boss hả? Trời ơi, em boss này tí hon quá vậy. Ê, tập trước mình cho Niroma ra, hèn chi. Cái lại úp nó là lạ. Trời ơi. Không hiển thị là tôi tưởng Pokemon thường không á. Boss thì chơi xác định luôn nha. Ui, vẫn đánh mình được 5 máu đó. Dữ lắm á. Rồi, dánh cứ tới. Ồ, đạt thì rất là ngon lành luôn nha. Phía bên này còn có thêm một em... hình như là Spinarak đó mọi người ạ. Mình đang chưa biết em ở trên hay ở dưới đây. Spinarak ở đâu vậy? Ô. À đây đây đây, Mincino. Mình chưa có em này luôn. Ui, xịn nha. À, lại tiếp tục.
bắt bằng Whitbon thôi mọi người ơi. Và lần này thành công. À, Spinarak đây nè. Tính trốn tôi phải không? Mới cấp 10 thôi mọi người ạ. Level 10 thì rất là đơn giản thôi. Cứ xài Nespawn tiếp tục giống mình nha. Wow, xịn sò đó. Đã thành công. Ơi giời ơi. Ui, có vẻ là trời sắp sáng rồi. Tranh thủ mới được. Ui, chỗ này cái gì đây? Một cái đen nhìn nó ghê quá vậy. Ở đây chúng ta có được một em Pokemon gì đó nè. Ôi, em này quen nhờ. Giống như là một trong những em Pokemon khởi đầu quá mọi người ơi. Ôi, Willadin, biết ngay mà. Hên quá là tụi chưa có em này nha. Sẵn thì bắt luôn. Ui, 0.8% máu. Dảnh củ tỏi hay chưa? Bắt bằng quả gì hợp lý nhờ? Liverpool đi ha. Chắc cũng không tới nổi mọi người nhờ. Và yes, quá ngon lành canh đào. Ôi, phía bên này còn một em Pokemon. Đây là Rigiton. Mình cũng chưa có luôn. Tranh thủ liền á chứ. Whitbon ra trận nha. Trời ơi. Ui, Whitbon không được. Căng đó. Vậy thì phone sweep em thôi. Đây rồi, xuống một máu rồi mọi người ạ. Phone sweep rồi thì chúng ta sẽ đi qua quả gì đây? Chắc là Liverpool đi. Liverpool mình đang khá là nhiều nè. Xài khi nào nó hết rồi thôi. Thành công nha. Mình còn thấy một em Pokemon. Ủa, đây là Ponmi Pokemon Shiny. Lâu lắm rồi mới gặp một em Pokemon Shiny đó mọi người ạ. Cấp 10 thôi. Ponmi. Nhìn dễ thương ha. Ten. Và thành công. Trời ơi, nó phải là như thế. Nick này thì mình có rồi hả? Có rồi thì thôi vậy. Cái bên này là Zubat hả? Zubat hay là Wubat gì đó. Tranh thủ mọi người ạ. Lâu lâu mới có cơ hội bắt mấy em này thì tranh thủ thôi. Ủa, đây là Golbat. Nằm ngoài sự dự đoán của mình. Quá đã luôn. Rồi. Đài này mắc lên nè. Đây rồi mọi người ơi. Ê da, vẫn khá là trâu nha. Mình tưởng là em hẹo rồi chứ. Rồi, mất hết khiên rồi và dánh củ tỏi luôn. Uầy. Cũng xịn sò đó. Em dơi này thì mình nghĩ là xài Liverpool thôi ha. Ôi, xui quá. Phía bên này có thể bọn em Pokemon gì đó nữa. Ôi, đây là Palmo. À, có vẻ như là tiến hóa của em Palmi mà mình vừa bắt á. Whitbon đi ha. Tại vì em cũng level 29 rồi. Ủa, không được biết ngay mà. Phone sweep em thôi. Xuống một máu nghe chưa. Em này dài Liverpool có được không ta? Thử phát Liverpool đi. Hy vọng nó thành công nha. Và lần này thành công. Trời ơi, đơn giản đó.
Phía bên này lại có thêm. À đây là siêu cool mọi người ạ. Mình cũng chưa có luôn. Tranh thủ. Trời ơi, lâu lâu mới qua những cái vùng địa hình khác nhau nên là chúng ta phải tranh thủ để mà làm đầy cái Pokédex. Thành công luôn. Ui. Hiện tại thì mình đã bắt được 312 Pokémon nè. Và chỗ này là em xích đót. Ui, tôi chưa có luôn hả? Rất là lì nha. Mới có cấp 13 mà đã lao đầu vào Zangu. Cấp 85 của tôi rồi. Tưởng dễ ăn hả? Không có đâu nha. Ui, từ từ mọi người ơi. Bữa nay có một em Charizard bức. À, mình cũng đã bắt rồi. Em Rubbin này thì sao? Rubbin thì chưa bắt. Ô, tiến hóa cấp 1 thì mình chưa bắt à? Bắt tiến hóa cấp 2 à? Đau đầu đấy. Rubbin. Em bỏ hình vuông mọi người ạ. Em bỏ hình hộp. Đó. Bắt thành công luôn nha. Quăng như vậy mới được mọi người ạ. Mình sẽ tiến hành đốt em này nha. Ủa dính độc rồi. Nhưng mà vẫn dính của tỏi thôi. Ủa ít bị xe. Yes. Để một cái nữa. Má đã mọi người ơi. Rồi để mình tranh thủ. Ui chỗ đây là một ngôi làng luôn. Sẵn tiện lên hồi máu. Ủa phải làng không? Ừ phải là làng nhưng mà nó không có. Không có cái trung tâm hồi phục sức khỏe gì hết vậy. À dưới này hả? Một ngôi làng nó ẩn trong núi mọi người ạ. Dưới này có khá là nhiều rương nha. Tranh thủ lẹ. Chà. Đồ đạc đã quá nha. Wow, lại có thêm bitbon nữa nè. Ngon. Ơi là trời, ngôi làng này nó không có cái trung tâm hồi phục sức khỏe rồi. Trên cao này có không? Trên cao này cũng tương tự luôn hả? Nhưng mà lại có thêm trương. Ôi, cũng được. Có còn hơn không? Ủa shopkeeper nè, bán gì có bán bon không? Trời ơi, bán mấy kiếp mọi người ạ. Rất là nhiều skill ở đây luôn. Ủa, Lucario. Lucario hả? Ủa, Genesect spawn nè. Em ở đâu á mọi người nhỉ? Dover. Dover Mountain hả? Là khúc này. Nhưng mà quan trọng là mày ở đâu mới là vấn đề nè. Trên nó xét. À đây đây đây. Bên này bên này. Tôi đang xác định cái icon của nó. À đây đây. Ý chơi mà hóa thân hả? Trên nó xét. Đây rồi mọi người ơi. Trên nó xét. Ui quá đã luôn. Một Pokemon một hàng cũng là legendary đấy. Có thể nhét đĩa vào đó mọi người ơi. Trước tiên thì mình nghĩ là bắt em này bằng Whipple đi ha. Mới có một số lượng lớn khá là nhiều Whipple thì chúng ta xài thỏa thích luôn. Ui Whipple không thành công rồi. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành cấu máu ẻm đi ha. One sweep ẻm từ từ. Rồi xong luôn. À tưởng không có tác dụng chứ. Ây da. Đau đấy. Bình tĩnh thôi anh gì ơi. Ồ đau đấy nha. Hồi lại tí máu đi. Đau thế. À đúng rồi đúng rồi. Mình bút xấu nha thôi. Mình đừng có tấn công nhau. Tấn công mất máu nhau mệt lắm trên đường xét ơi.
trời sáng luôn rồi hả? Ây da, đau đau đau. Cái em nào kêu nhức đầu nhờ? Rocky đi hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục hồi lại máu cho Sengu thôi. Yeah, có một vài tên em này em xài chiêu đối với mình không được nè. Để tên thứ 8. Ok. Ây da, đau. Ui cha. Đau phết đấy. Ôi, hồi lại máu cho chắc. Kinh khủng quá. Vẫn tiếp tục là full sweep em thôi nha. Ui, hình như là vẫn. Trời ơi, hẹo luôn rồi. Không sao, mình có thể chịu tăng cơ một tí để mà chúng ta hồi phục lại cho em Zhang Gu. Genesis này thì mình nghĩ nó chưa một máu đâu, nên là thôi mọi người ạ, hồi phục cho chắc rồi chúng ta sẽ lại đánh tiếp nha. Ây da, đào đó. Bình tĩnh thôi nè. Full sweep một cái nữa. Đây rồi. Cái phần trăm máu này thì nó mới đúng là một máu đó. Ok rồi ha. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành sử dụng quả nào đây? Quả nào đây? Quả nào đây? Chắc vẫn là Thunderbolt thôi mọi người ơi. Đang tên thứ 15 rồi. Ui da. Không được đó. Tên thứ 15 nhưng mà Thunderbolt vẫn chưa được. Rồi, tiếp tục kiên trì thế nào. Ôi ơi. Ây da, hẹo luôn, gì ghê vậy. Tôi cho Eternatus ra trận. Ây da, rất là khó chịu nha. Thunderbolt đi. Có gì đâu phải xoắn. Ây da, mày liên tục bút xấu cho mình không nè. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt nha. Tên 89 rồi. Wow, cố lên nào. 89 tên, 90 tên rồi, bắt chưa được em này luôn. Tốn hết cũng khá bon của mình rồi đó. Ui, ui khó đó. Ây da, sao đi ta. Ui, hơi nó chậm chậm nhưng mà chưa được mọi người ơi. Hơi khoai, hơi khoai. 92 tên rồi. Cái tên thì càng ngày càng tăng nhưng mà tỷ lệ bắt thì nó khó đó. Gì, one hit luôn vậy? Ghê quá vậy. Tiếp tục là Thunderbolt thôi. Ui, yes. Trời ơi, 93 tên mới bắt được một em Pokemon. Ui, bạn thấy chưa? Đơn giản không? Không đơn giản chút nào. Ê, Reflect. Hôm nay mình chưa có nè. Thôi, tranh thủ. Ha ha ha. Bắt nó luôn một Whitbon thôi. À, lần này thành công. Tiếp theo đó là Medicham. Ôi, mình cũng chưa có luôn. Ồ, em này có thể tiến hóa được Mega nè mọi người ơi. Vẫn là Whitbon thôi nha. Và ôi, như ghê đấy. Vậy thì để mình hồi sinh cho Zhangu đi. Rồi cho Zhangu ra trận. Cấp 45 đúng không hồn. Wow, trải qua một quá trình bắt rất là dài dòng, rất là tốn thời gian luôn. Các bạn để mà duy trì được nhiều cái tên như mình á thì phải hồi phục máu liên tội đó mọi người ạ. Cũng không dễ đâu. Hồi phục và tham minh thời gian để mà cái dàn Pokemon của mình nó không bị mất nữa.
Nếu đánh bại hết thì coi như là thôi rồi đó. Thử luôn Thunderbolt đi hen. Thunderbolt. Trời ơi. Đấy, tên 5 là được rồi nè. Ui, cái bốn game gì đây? Chica Tup. Đấy. Wow. Nó cầm cái cây gì rất là cute for my way luôn nè. À, Chica Tup. Vẫn cứ là Whitbon thôi mọi người ơi. Trời ơi, đơn giản nhở. Đây rồi. Hội quán hải lá mọi người ơi. Ten 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 ten. Mau kiếm nhà. Đâu rồi, kiếm nhà chữa trị, kiếm nhà chữa trị, đây rồi. Vô chữa trị thôi. Sắp xỉu tới nơi rồi. Da. Ây da. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi với chị y tá ơi. Y tá Joy mọi người ơi. Đó, chữa trị rồi nha. Đâu, trên nó xét đâu. Em này đang đeo một cái đĩa luôn. Và đây là đĩa. À, subscribe hả? Đây là đĩa hệ điện đúng không? Để mình coi cái bộ skill của Xenoset đi. Metal Sound, Metal Claw, Grab và Field Stinger. Cái bộ skill như vậy mà nó hủy diệt cái nhờ. Nói chung cũng kinh đấy mọi người ạ. Ui, tới đây mình được 4 cái EP xe rồi hả? Ngon đấy. Ý, cái này có một cái đen nữa. Mấy nay mình cũng hơi ít đi đánh đen nhưng mà bây giờ phải chăm lại mới được. Pokemon hệ nước. Rồi, lỡ rồi cho Eternatus ra trận cũng được. Hệ nước về hệ độc. Hệ độc thì có thể dùng hệ tâm linh về hệ đất hả? Ui, Inamorous spawn kìa. Từ từ mọi người ơi. Xin lỗi nha. Tôi có vô cái mon quan trọng hơn. Rofill là ở đâu? Rofill thế này à? Inamorous đâu? Trên trời à? Ui vãi à, cưỡi mây về gió hả? Trời ơi, hàng chi tôi kiếm không thấy là đúng rồi. Quay nhanh lắm mọi người ạ. Một hồi quần quần đây mình mới thấy. Đứng lại, đây rồi. Trời ơi. Ây chà, hên là đuổi theo kịp đấy, không là em sẽ despawn mất tiêu đó mọi người ạ. Ui vãi cơ trưởng ạ, Inamorous. Em này là hồi trước mình thấy trong cái đen nè, nhưng mà không có bắt được. Ý, và lần này thì xác định với tôi nha. Quay thần rắn hả? Ông vị thần rắn. Thử phone sweep trước đi. Em này thì ở trên cao nên là cũng hơi khó đây. Chúng ta chưa nghĩ ra cái quả gì để mà bắt em nữa. Rồi. Em này thiết nghĩ mình cho Zacian nó làm tăng cơ là hợp lý nhất rồi. Zacian nó mang song hệ luôn mà. Đây rồi, Zacian ra trận. Thấy biết ngay mà, em này tấn công không có ăn thua với Zacian rồi mọi người ơi. Ten 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 ten, xác định với tôi. Thử quả dust ball không? Trên này trên cao quá, sợ dust ball nó không có tác dụng quá chứ. Ấy biết ngay mà. Dust ball không có tác dụng đúng không? Vậy thì chúng ta có thể chơi quái nào được ta? Thôi, chắc lại Thunderbolt vậy.
quả đầu tiên, mũi tên thứ 7. Và ui, 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 phải cái chướng à. Không, vậy thằng rắn đã được thu phục. À, trước hết thì mình sẽ quay trở lại cái vùng. Chết rồi. Nãy mình đi kiếm vùng nào ta? Badland Play 2 ở vùng này. Trời ơi, tôi đang đi kiếm vùng này ạ. Ngồi yên Amorous Spawn luôn. Quá đã. Mình phải bỏ game boss trong đen á, mình mới bắt kịp Inamorous, chứ không là em bay mất tiêu á mọi người ạ. Tìm 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 tìm, quá tệ rồi. Và tưởng mình phải tốn nhiều công á chứ, nhưng mà ai ngờ bắt nó dễ vậy. Phía bên này hình như lại có thêm một em Appling nữa thì phải. Ủa, phải không? Không, đây là Cherubi. Trời ơi, Cherubi mới cấp 15 thôi, thì xài Liverpool vậy. Liverpool ra trận. Để coi. Và thành công. Uầy, đơn giản đó. Rattata hả? Em này chắc mình có rồi. Trong cái đường này có cả Pikachu nữa mọi người ạ. Hình như thấy luôn cả cái ở bên đường My Shop nè. Hay là chúng ta đi phiêu lưu luôn nhờ. Có cái rương này ngon nhờ. Phiêu lưu vùng này thử coi. Có Pokemon gì hết không? Ô xô, hóa thạch. À, hóa thạch của Pokemon rồi mọi người ơi. Đỉnh, 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 đỉnh. Hay nha. Thôi, tạm cấp vòng này hết luôn. Ui, vàng. Ây da, tơ nhỏ nó đang nhiều nhờ. Nhưng mà vàng cũng nhiều nhờ. Cái cổng bên này như là xong rồi nè, tôi khám phá xong rồi đó nha. Ui, ở trên có mấy em Arun gì kìa. Ở đây nhiều Pokemon mới phết đấy mọi người ạ. Ờ, hồi nãy bên này chưa đi đúng không? Ok, rồi. Cùng khám phá cái khu mỏ bỏ hoang này, thử nó có gì hết không nha. Một cái spawner. Ui, spawner nhện và nó liên tục ra mấy em chú tích nè. Ờ, hàng chi. À, ngoài ra nó cũng ra mấy em Avantula nữa. Wow, sự kết hợp cũng được đó nhờ. Đây là Gavatula nha. Quá nhiều vàng rồi. Quá tê. Mình cấm đi cây đuốc đi. Nếu chúng ta còn phân biệt được. Gì đây, nồi bát. Ủa chưa nhờ. Chưa có mọi người ơi. Ây da, cũng được. Xuống hang còn gặp được Pokemon nữa chứ. Em này thì mình sẽ bắt luôn bằng Whipball nha. Và yes. Thành công liền đó chứ. Nhiều đường quá. Bên này đi chưa nhờ. Từ nha. Tranh thủ tôi chết góc tôi kiếm rương coi. Chỗ này có hai cái spawner hả. Mà Shadow Spawn kìa. Ui, thôi khoan luôn ấy chứ. Ê, Ma Shadow. Lên tận trên cùng chưa. Cú
cứu tôi. Đây đây rồi. Ôi đây rồi, đây rồi, rồi. My Shadow đây rồi mọi người ơi. Nhưng mà trước tiên thì để mình đi hồi máu cho em Zengu cái đã. Tên 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 Mã Shadow. Rồi đang đi mai mà em này bắt tôi phải chui lên nữa chứ. Trên này thì rất là cao rồi, nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình thử ha. Quả đầu tiên vẫn là Whipple thôi. Ôi không thành công rồi. Wow Mã Shadow nhiều ma nhờ. Đấy, chiều này được nè. Trước Mã Shadow á thì mình đang không có chiêu để mình đánh, tại vì Phone Sweep á nó không có tác dụng với Pokemon hệ ma. Đó nên chúng ta phải cố mà cấu máu từ từ kiểu này thôi. Ây à, hơi khổ lắm mọi người ạ. Nhưng mà phải chấp nhận thôi. Không sao, cứ đánh đổi được. Mã Shadow, uầy, cái này cũng có te nha. Con ma dễ thương. Đào nha. Mình vẫn xài chiêu hệ bọ thôi. Chiêu này á thì nó giảm 1/2 đam với lại Pokemon hệ hệ giác đấu nè, và nó cũng giảm 1/2 đam với lại Pokemon hệ ma nữa. Nên là rất là phù hợp với lại Mã Shadow luôn. Mã Shadow thì mang hai hệ là hệ ma và hệ giác đấu đó mọi người ạ. Bây giờ nhưng mà đánh vừa vừa thôi chứ cũng đau đấy bạn ơi. Mình cũng biết đau mà. Ê đau quá vậy. Bình tĩnh chút được không? Gì đánh tao hoài vậy? Tao bớt đánh được không? Đau quá à. Đây rồi. Ồ được thêm tí máu nữa rồi. Không xài Grand Pinch lại hồi máu đúng không? Trời mà chưa lầy. Trời mà xài Grand Pinch hả? Tiếp tục mà hồi máu cho Eternatus thôi. Hay quá. Tiếp tục Rod Poison nữa mọi người ơi. Cố lên, cấu được bao nhiêu máu thì cứ cấu. Ôi chết rồi, chính đập ơi. Từ từ. Chính đập là chúng ta không được mọi người ạ. Giả sử mình cho Raiden làm tăng cơ có được không? Wow, đấm đau đấy. Ê, chà, khó khăn ta. Thamabon coi, có như thế nào? Biết đâu được. Ok, tên thứ 18. Cố theo xem. Tên thứ 18. Để coi lần này có bắt được Mã Shadow không nha. Quay đấy mọi người ạ. Đang bị tê liệt rồi, không có đi được. Không xài chiêu được luôn. Ây, lại một Pokemon nữa bắt từ tối. Hôm kia tới tối hôm nay. Hơi tối hôm nay luôn. Úi, pha đằng này. Úi. Yes. Ôi. Mình đang tính nói là bắt em này từ tối hôm kia tới tối hôm nay luôn. Ai dè bắt được ạ. Áo thật. Đây là em Chacadet hả? Mình cũng chưa có luôn. Ôi, thì chắc
Sẵn tiện mình sẽ bắt luôn nha. À, whip bone luôn nha mọi người ơi. Ui, vậy là quá ngon rồi. Ten 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 ten. Ồ, Machado mọi người ơi. Buồn máu luôn nha, bắt bằng Thunderbolt thôi. Em này thì kích thước nhỏ, không nhưng mà không cộng trừ bất kỳ cái chỉ số nào hết. Món cái này mình rất là khoái nè. Em có các chiêu khá là kinh khủng nè. Hyper Rain Pin, Assurance. Nói chung này cũng được. Em nó xếp hồi nãy thì sao? Ủa em này Giant nhưng mà cũng không cộng không trừ bất kỳ chỉ số nào luôn. Ây da, lần này bắt mấy em có bọn ngon nha. À quên, mình còn một em nữa. Đó chính là Inamoros. Đấy, tính sẽ quên em này luôn á. Inamoros thì có Extra Sensory hả? Ôi, Pokemon hệ tiên và hệ bay mọi người ạ. Ôi, kích thước Run. Đây là kích thước nhỏ nhất của em rồi. Ủa, Run là nhỏ nhất hay là Pupmi nhỏ nhất ta? Pupmi này nhỏ nhất. Cũng không cộng trừ kỳ dãy số nào luôn. Gì ảo vậy? Ủa, sao không bay được? Này, thôi, nói chung là tập ngày hôm nay quá là ok rồi. Trong tập ngày hôm nay thì mình đã bắt được Genosect nè, bắt được Inamoros và Machado trong một video luôn. Và hiện tại mình đã đạt được 32% Pokédex rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!